Giờ mình sẽ vẽ trên nền giấy màu đỏ. Đấy. Ok. Đấy, chảo nhỏ này. Trên giấy này mình sẽ tận dụng. Xin lỗi. Trên nền giấy màu đỏ. Bạn ạ, đây. Đầu tiên là mình cũng vẽ cái miệng chưa? Đấy, mình vẽ cái miệng chưa đây. Bảy rưỡi. Chín rưỡi. Tám rưỡi, mười giờ. Xong mình kéo xuống là mình vẽ cái đáy. Đáy đây. Cho cái khuy, để treo lên tường ấy bạn. Đây. Đấy. Ok chưa? Xinh chưa? Mỗi một cái là mình làm mấy màu, mình dùng lúc mình dùng cái màu đó, lúc mình dùng màu kia. Đấy, giờ mình đi mình cắt. Đấy. Thank you.
cái chảo, chảo này là chảo màu đỏ nha, tím là căn màu xanh, trắng này, tím này, vàng nữa, không có màu vàng nữa, không cắt được. Đấy, bảo mua đã quên. Đấy. Đây. Đúng bấm làm sao mà cho nó sát vào đây này. Đấy, nó mới đẹp. Cắt cho nó sạch sẽ này, cho nó gọn gọn và dễ, nó sạch sẽ, vuông vuông thành sắc cạnh. Đây, đây là một cái chảo, chảo mà là chảo màu đỏ. Đây cái quai, đây là mình cũng sẽ vẽ cho nó một cái khuy, khuy này treo đấy, làm xong bắt đầu mình rửa lấy mới cần mình treo lên tường. Đấy, cái này là cái chảo màu tím. Bây giờ là mình sẽ vẽ cái chảo màu đỏ. Tẹo nữa mình sẽ đi vẽ một cái chảo màu xanh. Đấy, nó đủ các màu, mỗi một cái là mình làm cho mấy màu. Đấy, thì mình dùng lúc mình dùng màu nọ, lúc mình dùng màu kia. Cái chảo có đẹp không bạn? Cảm ơn các bạn đã xem.